chồng bà hiền mà cắt mắt đấy, cắt mắt cho chị ấy đây, làm công an đấy, bỏ người công an rồi đó, vì làm cho vợ đó. Làm trước ông làm công an mà giờ ông bỏ luôn công an này. Và sau khi làm cho vợ thì nhìn càng ngày càng bê, càng bê, xử hết cái này đến cái kia. Chờ một chút nha, để cái kia này nó lại ra. Chờ. Bỏ luôn,
Trời có cơn gió đâu nó phả mà người em lạnh quá vậy. Có. Lạnh hả? Lạnh hả? Kéo mà lại qua. Đúng là nhân viên uy tín thì cơ. Đây chính là nhân viên uy tín. Kêu cái thằng kéo qua ấy tới thôi mà nó kéo một phát lên trên người luôn. Chị với chị không hạnh chắc hại chắc chết luôn. Không hiểu ý gì hết trơn. Lúc đấy nó kéo cái răng như ra cảnh miếng. Tôi sát trùng cái thằng răng của mày nó bắt đi cắn. Bít. Hồi nãy cái hàm nó ra đi làm vệ sinh rồi sạch sẽ sát trùng. Bác sốt bị bùng cồn. Mà tháo khớp răng nó ra nha. Lấy cái hàm thôi. Không mất đi. Nó từ đó rồi. Chậm. Tính nó là chậm lắm rồi đó. Chỉ còn ta chậm gì nữa. Ủa mai, tại sao vậy? Bị nào vậy? Hôm qua. Sức có một chút xíu mà là gì thấy ghê vậy? À, hôm qua đó hả? Ôi, càng ngày nó càng đẩy ra. Em cứ hoạt động cái là kiểu nó nứt ra chị ơi. Thôi đi hôn vô. Thôi hồi rửa mặt nó để ra hết. Chị nó cũng đỡ cho em được mà hả? Thì ghê vậy? Cái tay mình mở ghê. Sức có một chút xíu chiều thôi. Tưởng không bị gì mà. Nó xước cái vết trắng này cũng tưởng bị gì hết. Tại da em nó khó lành. Ý nó kêu là đừng bắt nó rửa mặt nữa. Làm gì vậy? Cho lên bàn thờ luôn. Không, giờ một đứa rửa mặt nữa chị ngồi chạy dựng chết thôi. Ý cái tính là công việc sửa bán nó rất là sang chảnh luôn á. Qua hai cái miệng hai đứa này cái là nhìn nó bẩn liền luôn á. Nhà anh Như cái này bẩn dữ vậy nha. Bớt bẩn nha Như ơi. Bẩn rồi, hết công việc có gì không? Nghe tên có gì không? Không có gì biết nào. Muốn tìm hiểu cái nghề đó ra sao vậy? Không ai muốn tìm hiểu luôn á. Về quê người ta hỏi mày làm gì trên Sài Gòn. Rửa mặt mướn. Thì kêu là người ta thuê con đi rửa mặt. Thank you.
Xám á hả? Hôm nay hả? Thì nó qua nào nó qua thôi chứ sao vậy? Sẹo mà nó chia ra mỗi người cắt một lần chỗ. Ý tụi nó đang kêu chị là mua kéo khác. Hiểu không? Ok, chị tiếp đẹp, chị sẽ kéo cho tụi em mà chị mua chỗ khác.